Hiện nay huyện Yên Dũng đang tiến hành triển khai rà soát lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Như vậy sau Yên Thế, đây là địa phương thứ hai trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý sức khỏe nhân dân bằng sổ y bạ điện tử. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2017, Yên Dũng sẽ cơ bản hoàn thành việc điều tra, rà soát, thu thập thông tin các đối tượng trong toàn huyện. Hoàn thành lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, tổ chức khám sức khỏe lần đầu cho người dân, cập nhật dữ liệu đối với những người đã được khám sức khỏe, khám bệnh tại 4 xã Đồng Phúc, Đồng Việt, Chí Yên, Lạng Sơn. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, tập trung hoàn thành lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân của 100% các xã thị trấn. Việc xác lập bệnh án điện tử giúp bác sĩ điều trị có thể nắm bắt nhanh thông tin về tiền sử bệnh tật của người bệnh. Trong quá trình khám, trạm y tế xã sàng lọc, phân loại bệnh nhân để đưa vào diện quản lý các bệnh nhân mãn tính tại cộng đồng hay phải chuyển tuyến điều trị cấp tính.